Đây là một buổi truyền dạy hát ca trù tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, một trong những cây nôi của nghệ thuật ca trù Hưng Yên. Dưới sự truyền dạy của nghệ nhân nhân dân Đỗ Thị Thanh Nhàn, các học viên là những hạt nhân văn nghệ đến từ nhiều địa phương, hào hứng học các thể cách hát ca trù và học đánh trống trầu, chơi đàn đánh. Lớp học có 30 học viên, tuổi từ 10 đến 80 tuổi, có điểm chung là yêu thích làn điệu nghệ thuật truyền thống này. Bà Mai Thị Bình ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tuy đã gần 80 tuổi, song đã nhiều năm đăng ký tham gia lớp học ca trù. Tôi ham mê mà cũng biết là cái vi vật thể này là hiếm, mà nhà nước thì nó dần dần nó mai mốt đi thì ai là cái người giữ, thì mình là cái người biết là phải giữ. Chính vì vậy nên tôi cứ theo đuổi, dù là tôi có cao tuổi nhưng mà đến đây thì cũng là lần thứ tư thứ năm học lớp theo đuổi lớp ca trù. Nhiều trẻ em trong và ngoài xã Trung Nghĩa yêu thích với loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương. Hè năm nay, em Trần Thị Ánh Linh, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Trung Nghĩa, tham gia học hát ca trù cùng với các bạn. Sau một vài buổi học, Linh đã hát được một số thể cách cơ bản và biết gõ phách đúng nhịp. Các thầy cô đã truyền cảm hứng cho em qua các lời ca, tiếng hát. Em muốn học để phát triển và gìn giữ môn nghệ thuật này. Hàng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch mời các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân của nghệ thuật hát ca trù tham gia các lớp truyền dạy ca trù nhằm phổ biến và phát triển di sản văn hóa phi vật thể này đến với đông đảo cộng đồng. Thực tế cho thấy đang ngày càng có nhiều người trẻ yêu thích và đến với hát ca trù. Các cháu học sinh đã có rất nhiều các cháu đam mê và hát có chất giọng rất là tốt và đam mê học ca trù, thì đấy là một cái chúng tôi có những cái người nối tiếp lại cái văn hóa phi vật thể nhân loại là ca trù. Những lớp truyền dạy ca trù được tổ chức đều đặn là cách tốt nhất để ca trù, một loại hình nghệ thuật truyền thống, đến với đông đảo công chúng, bởi những người tham gia lớp học sẽ là nòng cốt để lan tỏa nghệ thuật hát ca trù tại địa phương mình, qua đó giúp di sản này trường tồn cùng thời gian và phát huy giá trị.